bao xa có ai đi, Bắc Lệ bao xa ai đi chiêm bái, phải qua đền đèo. Châu bé dậy chim rừng, ca hót đêm mơ thâu, chim mà oanh díu dít bên lầu. Tung cánh về châu động tiên, vượt trên non du con dầu dĩ, thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên, một bầu gió mát trăng thành. Một bầu gió mát trăng thanh, đàn thông reo rắt ở bên gành suối reo, đường uốn khúc quanh đèo dốc núi lối hiểm nghèo, đất sỏi đá ong một bầu sơn thủy thông dòng. Một bầu sơn thủy thông dòng, đồng đăng biên giới thì cùng thất thế, trăm thứ quả hải về rừng mẫu, hái rau bí củ đậu măng tươi, cơm làm rau sáng củ bàn chi âm đồng đào tà hữu, áo đen chàm kiểu điệu thướt tha, gót tiền quẩy lắng hái trà. Hai sao non tú lờ sao quay, miệng trầu cười trăm bông hoa đua nở, hát tiếng mường tiếng thổ tiếng kinh, đàn thông dạo khúc thanh bình.
thông a dạo khúc thanh bình tình ngô sao chúc tình tình hòa ta khi dạo cảnh bảo hà thác khai đền đông quương đức đại tội linh tuyên quang cảnh chi hữu tình cấm một tòa thạch động đền ỷ la lồng lộng ngôi cao cây xanh chầu mắc võng đào ý à về đồng làm lễ dâng nhang kêu cầu tâu đối mười phương độ trì tay dâng nhang miệng miệng từ bi ý à ơi à sai đỗ triệu lục cung nàng ân lai vốn dòng sơn trang tính trầu hay măng trúc măng giang măng tre măng ngứa thơm lan chè đường cũng có khi sung ngái đi tìm ý à ơi à cất tay tiền múa song đăng song đăng chầu múa dịu dàng khoan thai thắt lưng đai giọt ngắn giọt dài ý à ơi à giọt dài tay cầm đôi đuốc chân đi hai xào hoa nhớn song tình sao đầu sông ngân hà ý à ơi à Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Lô Nhang Xạ Nhiệt Pháp Sư Mông Vân Chư Phật Đại Hội Tất Sa Văn Tùy Sư Thế Tường Vân Vân. Thành ý phương ngân sư Phật thiện toàn thân. Nam Mô Nhang Cung Sảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Nhang Cung Sảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Nhang Cung Sảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sẽ loạt thanh ra chốn đồi ngang nghe là nơi phố cát nơ xiêm một đầu gió mát nơ chẳng thành Bồ Đề Nhi Thánh Tiên na cùng thỉnh mời Bồ Đề Nhi Địa Tiên na bốn xưa tích thánh trong đền thờ sông sơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chiên đan hải ngạn lô nhiệt minh hương gia du tử mậu lượng cô hương hỏa nội đắc thanh hương trí tâm tìm từ nhân su biến thập phương. Nam Mô Nhang Cung Sảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Nhang Cung Sảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Nhang Cung Sảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Sẽ loạt thanh ra đề tam thánh tiên là xích lân long đệ ngũ đệ hỏi trên dương thế có nhà nho sĩ nghi văn tu tài lão nhị nghi là tên A Di Đà Phật với hương định hương xứ tuệ hương giải thoát chi kiến hương quang minh vận đài biện pháp rơi cũng đăng thập phương vô lượng Phật. Nam Mô Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nam Mô Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà. Sa luân thắng ra hồi có lệnh truyền ra đức thánh ông trần triều ngài có lệnh truyền ra đáo phạm nam thành ngô bình đáo phạm nam thành đánh đông dẹp bắc tung hoành người mọi tu nghi trung linh ý nghi nghi không kỳ quân kéo đi đường đường chính Thank you.
chứng đàn diệt ngã đinh tăng cũng giảng kim khổ hoàng lần lần thánh chúa điện trung phương ca lăng tân giả ân từ bi mẫn chúng sinh cố ngã kim đỉnh để khai quang và thiếu từ trung trung biên rõ ràng phi cho đệ tử trường sinh đệ tử trường sinh ông cho đệ tử trường sinh chữ phú chữ quý kháng định thọ trường độ cho sức mạnh đôi đường chứng lễ đàm duyên hả? Chứng tâm cho họ Nguyễn hả?
trước thì ngồi chữ vị liên căn liên số liên sổ thiên đình mềm như lạc thì được mãi không nước vào trong cho gia chung được nước chảy một dòng thuyền trôi một bến hẳn. Thế mà cho gia chung từ đây này có lộc có tài có ngân có xuyến sở nguyện nghĩ sở cầu dòng tâm á quan là chứng tâm cho bản đền bản điện hẳn chứng tâm cho đồng thầy họ tá quan về chứng tâm cho tay quỳnh tay quế đôi bên lính ghế gần xa bách gia trăm họ nhà nào lộc đấy ha quan lại về chứng tâm cho cung đàn tiếng ác ha. Gọi man gì ý cung phụng đi ý chung loa đồng mộ ý đức tôn nhân nhân Thank you.
dòng nhan thân cờ hiệu quang minh chứng đàn thiên ngã tích tăng cùng giang nghi kim kim hoàng thân thật cờ thành vua thiên trung vương ca lâm lâm và ân từ bi mẫn chúng sinh chơi của ca tìm định lễ khai quang thâm thân cờ hiệu quang minh chứng đàn thiên văn sơ dâng lên vương cổ tâu đôi chép biên rõ ràng phi cho đệ tử chàng sinh cũng thành mời chúa đề nhận tay thiên.
hình. Nghe đồ chơi tay sân nhang.
sớm chiều ta thương. Đôi tay khơi bề bạc nghi rừng vàng, đem cho trăm họ giàu sang đời đời, đem cho ta thể đời đời giàu sang. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hoa sói hoa lan, hoa đào đẹp
trong tim chúa bà đẹp làm sao chúa cứu luôn tiền tỏa sáng nghi soi bên đầu soi bên đầu đẹp làm sao đốt đốt thuốc lên non sáng soi khắp thiên trần thế lưng 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 lưng
núi đồi. Nữ trung yêu anh hoài kiệt toàn nề tài kiếm cung. Tuần ni lệnh sai thiên đình giáng xuống chúa giáng trần. Dẹp mi lũ tà tinh tinh cơ lệnh sai ngàn đi vạn binh binh cơ.
hưởng thiên thanh linh đời đời, đồ cho phúc đắc đôi đường mùa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gành gành treo leo. Hey,
trong trong mãi mới buồn đời. Chúa nhớ thương ai nhớ thương nhiều năm đó, cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu, cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu. Thank you.
lộc chi thần thắng đi tuyệt thủ tam giới phi phong đi phép màu cho đồng vẻ vang, cho đồng thanh bóng nhịp cố đoan.
lớn bê thắp chỉ chữ tà cắt tóc làm tôi đổ cho đệ tử đời đời vì hoa đệ tử không dám được sai. Không dám đơn sai suốt đời, không dám đơn sai trên đơn Phật thánh nghe dưới theo đồng thầy. Khai sinh biển sông có lớn bề, khai sinh biển sông nước kia lấy ở công đồng mà xa quan về. Khai sinh biển sông lấy ở thượng thiên nước kia lấy ở thượng thiên ly đem về mở phủ cho đồng tốt tươi tươi vào cây cây xanh dày lộc tươi vào hoa hoa lộc bốn mùa bốn mùa xuân hạ thu đông đông. Đem cho đồng tiền đi mát tâm mát lòng thanh đồng bách bệnh tiêu tan. Tắm cho linh mới sạch xong lầu lầu độ cho phúc lộc đề đà. Trần nước tiên tẩy hết bụi trần thanh cao rồi lại người phần thanh cao quân thần chúa chúa tôi tôi tẩy diệt cho đồng lớn bề tẩy diệt cho đồng nguyện cho đồng lịch sử cho đồng vinh hoa độ cho phúc đặc hà xa trải chuốt cho đồng lớn bề trải chuốt cho đồng nguyện cho yên bản mệnh cho tâm vững vàng để không dám đơn sai. Cho gió cho mây quạt này cho gió cho mây quạt từ thượng giới tới người trần gian quạt cho bát giả giả tâm. Cờ diều ông về chứng đền chứng ngã tích tăng cũng giảng kim
kim phục phụng hoàng thần thần thánh xưa tiên trùng thường.
tinh chứng đàn duyên ngã tinh tăng cũng càng kịp bụng hoàng lần vật thành chúa thiên chúa. Dâng lên kim ngân tài mã dâng lên linh trình quan đề nghị ngài chép biên cho trần về cho hai chữ trường sinh. Trên cơ sở đàn diên lớn về chứng chủ đàn diên lao thương phụ đệ tử kháng ninh thọ trường đồ cho đệ tử bình an. Nghỉ chứng sông lai nở con sông cháu tiên ông về bóc vỏ soi lòng. Cho đồng có lớn về cấp thức cho đồng nghỉ cấp ngân cấp xuyên đi cho đồng làm ăn độ cho phúc lộc về lại. Lộc hoa thứ nhị lộc quả thứ ba lộc tiền độ cho đệ tử giàu sang. Ban lộc tiếp tài có lớn về ban lộc tiếp tài cấp ngân cấp xuyên đi cho tiền trần gian độ cho phúc lộc đề đăng. Phúc lộc đề ra độ cho phúc lộc đề ra tiền nhà an thái mọi đường hành thông chữ rằng sở đào tòng tâm. Cho đồng có lớn về soi sáng cho đồng nghỉ cho đồng sang suốt đi cho đồng vẻ vang cho đồng thanh bóng lịch khôn ngoan. Khai dương tiền rồng có lớn về khai dương tiền rồng tâm cho linh mới nhắc sạch trong lầu lầu nước tiên đấy ở sân lâm. Lấy ở ngàn xanh nước kia lấy ở ngàn xanh đi tưới lên hoa cỏ bốn mùa tốt tươi tưới vào cây cây xanh dày lộc tưới vào hoa hoa nở bốn mùa bốn mùa xuân năm thu đông. Em cho đồng tiền đi mát tâm mát lòng thành đồng bách bệnh tiêu tan. Tâm sát cho đồng có lớn về tâm mát cho đồng cho đồng lịch sử cho đồng vẻ vang nghe lời đồng cấm quan thương. Cắt tóc làm tôi hôm nay cắt tóc làm tôi xin đơn Phật thanh nghe dưới theo đồng thầy. 30 mùng 1 đi 14 hôm rằm tôn nhang phụng sự tại đây. Cao đệ tử mười phần thành cao nghe lời đồng cấm quan thương. Trải chuốt cho đồng có lớn về trải chuốt cho đồng nghỉ cho đồng sang suốt đi cho đồng vẻ vang đồng thanh bóng lịch khôn ngoan. Thầy biết cho đồng là cho đồng lịch sử cho đồng vinh hoa thành đồng đẹp đẹp tiêu tan. Gió cho mây quạt này cho gió cho mây quạt từ thượng giới tới người trần gian quạt đâu thời đó bình an. Quạt từ thượng giới tới người trần gian quạt cho đệ tử bình an. Quạt cho đệ tử mát tâm mát lòng quạt cho mát dạ. Số khói lập lầm đàn tứ phủ quan cho lại ngày hôm nay ngả quạt khoai đàn. Quạt
sổ hội đồng có lớn về mở sổ hội đồng ghi tên chép họ vào trong sổ vàng ông phê chữ đỏ ông bỏ chữ đen phê cho hai chữ trường sinh. Đồng đông tân linh mới quay đầu làm tôi sốc một lòng không dám đơn sai trên lớn Phật thanh nghe dưới theo đồng thầy 30 mồng 1 đi 14 hôm giảm tốt nhang phục sự tại đây tân ông như lai điện khai khai thiên nhân chiếu quang minh khai nhĩ nhĩ thanh tịnh khai khẩu khẩu thông thiết khai tốc năng bộ hành giọng nhang thập kỳ diệu quang minh chứng hình nhân cắt cắt dây tội phúc xóa tội trần gian đồng cho để bình an cứu sinh cho trời
Lộc 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 lộc
lớn thì lấy lộc năm phương linh thứ nhất lộc hoa, thứ nhì lộc quả, thứ ba lộc tiền quan tề ban lộc tím tài. Dưới theo đồng thầy 30 mộng một đi tư hôn giảm tôn nhang phục sự tại đây. Hai diễn đền rồng có lớn về hai diễn đền rồng tâm cho lính mới sạch trong lầu lầu nước tiên lấy ở sông sâu sang nước kia lấy ở lạnh sang nghi tưới lên hoa cỏ bốn mùa tốt tươi tươi vào cây cây xanh lẩy lộc tươi vào hoa hoa lộc bốn mùa đem cho đồng thiên đi mát tâm mát lòng thành đồng bách bệnh tiêu tan tắm cho lên đới sạch trong lầu lầu thành đồng bách bệnh tiêu tan. Thanh thanh cao đệ tử mười phần thanh cao nghe lời đồng cấm quan thương tẩy diệt cho đồng có lớn đi tẩy dậy cho đồng đi mắt mắt hoa xa phấn đi đời đời tốt tươi độ cho phúc lộc đề trải chuốt cho đồng cho yến bản bệnh cho tâm tức bạc đệ tử không dám thân sai. Cho mây quạt này cho mây quạt từ thượng giới tới người thượng gian quạt đâu thời đó bình an quạt cho đệ tử mát tâm mát lòng quạt cho mát ra hạ tâm quạt từ thượng giới nhớ tới người trần gian quạt cho đệ tử bình an. Sổ thiên đình nghỉ yên tên chép tuổi vào trong sổ bảng quan để đổi được thay xong. Đổi được thay xong có lớn thì đổi được thay xong là chữ đen quan bỏ ông về chữ đỏ ông bỏ chữ đen về cho hai chữ trường sinh. Tiên nhớn, tiên nhớn, chiêu quang minh, khai nhĩ, nhĩ thanh tịch, khai cẩu khẩu thông huyết, khai túc năng bộ hành dặm nhang thập kỳ diệu quang minh chứng hình nhân. Sơn linh nhận đồng, có lớn về nhân linh nhận đồng, ban khăn tam phủ cho yên bản bệnh nhân, cho tâm vững vàng đệ tử đâu dám đơn sai. Trên ơn Phật thanh nhã dưới ơn quan thầy đệ tử một lòng nhập tâm. Giải ách bằng tiêu cắt dây tội phúc xóa tội trần gian độ cho thoát ách. Tài vượt liên kháng đinh đời đời độ cho để bình an. Tài tân giả ân tổ đi mân chúng sinh cố ngã kim lịch lễ khai quang phả diễu đền chung.
dục nghi hỏa tốc như lai hỏa tốc nghi như lai trước sân rồng rồng đúng đỉnh cần tai chuyện tướng sĩ quân quân nữ thần hành hạ giáp bạc bao phen rực lửa ngài sông sông phá trăm 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 lập chiến công ra tay cứu nước trường nghi biên tiếng để ngàn thu dọc nồi sông trải sáng khi lên ngàn xuống biển lạnh lạnh sang tờ điện danh nam đền thờ quan tam tiếng ai bằng tà lòng lòng hiếu hồ thành bàn rất nguy đi lấy ngọc lữ đi đùng 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 dâng ước phép thì có ai đáp
Sài Loan thanh gia hồi tiệc bàn loạn đi thỉnh mời quan đệ tử vốn con trời xa ngự tiền cùng chuyện mười phương trên trời dưới đất nghe quả thông thông chi phép phật lý nghe nghe nhờ chuyện ra cầu bắc sông ngân ngân hà liệt hàng là tính tu tại đây
có lớn về khai dinh điện rồng tâm cho lĩnh mới sạch trong lầu lầu nước tiết lấy ở sông Ngân lấy ở sông Ngân nước kia lấy ở sông Ngân đi đem về mở phủ cho đồng tốt tươi tưới lên hoa cỏ bốn mùa tốt tươi tưới vào cây cây xanh đẩy lộc tưới vào hoa hoa nở bốn mùa xuân nạn thu đông đem cho đồng tiền đi mát tâm mát mỏng thành đồng bách bách tiêu tan tâm mát cho đồng hương cho yên bản mình cho tâm vững vàng đệ tử không dám đơn sai tiên tẩy hết bụi trần thành cao đệ tử mười phần thanh cao nghe lời đồng thống quan thương tẩy diện cho đồng có lớn đi tẩy diện cho đồng nghiệp mặt hoa ra phấn đi đời đời tốt tươi đụng cho phúc lộc đề đa trái chuốt cho đồng có lớn đi trái chuốt cho đồng nghỉ cho đồng sang suốt đi cho đồng vẻ vang cho đồng thanh bóng lịch khôn ngoan quạt mát cho đồng có lớn đi quạt mát cho đồng quạt từ thượng giới tới người trần gian quạt cho đệ tử bình an đệ tử bình an quạt cho đệ tử bình an quạt cho đệ tử mát tâm mát lòng quạt cho mát dạ dạ tâm cho gió cho mây quạt này cho gió cho mây quạt từ thượng giới tới người trần gian quạt đâu thời đó bình an sổ hội đồng ký tên xếp họ vào trong sổ vàng ông phê chữ đỏ ông bỏ chữ đen phê cho hai chữ trường sinh hai chữ trường sinh ông phê hai chữ trường sinh lại phê bốn chữ kháng ninh thọ trường phê cho sức mạnh đôi đường khai khai thân nhớ thân nhược chiều quang minh khai nhị nhị thịnh thanh khai khẩu thông minh thuyết khai yết yết bồ đề khai tâm tâm hoan hỷ khai tốt tăng bộ hành dòng nhan thập cờ diệu ông về chứng mã văn nhật linh nhật đồng qua lớn về chấm chứng nhật đồng ban khăn đệ tử cho yên bản mình cho tâm bức bức vàng đệ tử không dám đơn sai không dám đơn sai đệ tử không dám đơn sai tân tân phùng như lai điểm khai khai thiên nhớ chiếu quang minh khai nhị nhị thanh tịnh khai khẩu khẩu thông thiết quân cầu có lớn vì là lê quân cầu cắt xây âm phủ dù tội trần gian độ cho qua cầu bình an dâng nhang khai quang thập cờ diệu ông vì chứng mã văn ngã tế tăng cúng giảng kim phụng hoàng thần cần thánh chúa tiên trùng vương từ bi vân chúng sinh đỉnh đế gây quang thầm cờ diệu quang minh chứng đàn duyên tu tâm tâm ma thời đích đức nghi
quan chép biết rõ ràng. Thank you.
con ngài thập đích đích chúng con dăm tháng hai đản nhân là sinh thần ngày 25 tháng năm ngài hiện hóa nghi khắp muôn dân dân đạo cầu mong trăng nước còn in trần tung tung liệt y hùng y tráng sĩ ngàn năm có để dầu anh linh có nhớ người trang si tài danh chi tuyệt nơ vơ cho dù nước chảy cánh bông hoa trôi sông tranh còn nó người mãi còn sông tranh dòng nước sông tranh trên đêm ngày vẫn chảy sông tuôn trào cuồn chảy về Sài Loan thanh gia hồi cung bát hải động đình con vua bát hải động đình nghi điều tôn quan để thất năng anh ly nghi thường thanh gia là con vua thứ hai quan triều tường đời lý thái tổ quản hai trong triều thanh gia tiền dòng sông miếu mai châu ba đê nhất vui tiền sông ngày chơi phủ chính nghi lầu thanh gia hồi cung tiền thánh thượng ngàn tiền sông văn tiền thánh thượng ngàn nề đồng đồng nghi cuồng tuần tuần đi quan đi nghi sáng đền chứng ở đây sừng rơi mà đàn đạc tiếng gió sừng sao y sạc bên tai dễ kêu đổi núi vắng vắng ở tay tay y we'll be right back.
Thank you.
đầu gành. Ra ngà mắt phương nghỉ long lanh, mày huy tươi tốt ăn xanh nghi diệm già quỳ hồng tô mê điểm tàn xa. Châu trình lên bước mong bờ tỏ.
sớm chiều ta vào đôi tay gói về bạc rừng vàng đem cho trăm họ lần đầu sang đời đời đem cho trăm họ đây đời giàu cho nó về đến đây cho nhiều ban đi cho dài nhất gian nhiều cùng lộc hơn nhiều năm ngoái năm xưa có ba con nhang coi mấy thỉnh thờ ba mươi mồng một người từ hôm rằm ba mươi mồng một hôm rằm mười tư soi đây riêng nước vàng sơ loan thánh ca
văn chính hiệu ô người kiểm cơ cai quả núi đồi sơ loạn thánh ca hồi cô bé sinh thay mọi tú trên ngàn bầu trời cảnh phật văn đà phong nga hoàng đô sơ loạn thánh ca hồi cầu hạng người lên trời lúc thanh nhàn thánh linh chắc sáng cậu về sẽ ra hồi đi săn trên ngàn cậu hoàng đôi đi làm súng nổ dày vàng sơ loạn thánh ca hồi xe sóng sinh sinh chiếc hoài cầu bơ thoải trèo mới sơ ra hồi khuya sớm ra vào bạn đến đây đôi tay đang bước mạnh đào cậu bé hoàng sơ loạn thánh ca hồi sâu bé dậy chim rừng ca hót đêm mơ thâu chim mà oanh díu dít bên lầu tung cánh về châu động thiên vượt trên non du con dầu dĩ thú sơn trang cảnh đẹp tự nhiên một bầu gió mát trăng thành